cũng trong hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam. Năm 2021, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc giảm 0,52%, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời, công tác chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách được đảm bảo. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu năm 2022, ngành Lao động Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thể chế thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đảm bảo tính đồng bộ và hội nhập quốc tế phát triển thị trường lao động hỗ trợ việc làm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để cung ứng cho việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực người có công và xã hội các chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội đảm bảo an sinh xã hội tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách người có công hộ nghèo